Tôi theo vậy thì bao giờ mới bàn xong chuyện này đây? Khoan đã, hôm nay mình sẽ qua nhà Erika để làm bánh kép mà. Mình phải báo với bạn ấy là mình sẽ qua trễ một chút. Trời ơi, quên điện thoại đâu rồi? Điện thoại, điện thoại. Đó là điện thoại đúng không? Trời đất ơi, cái quái gì đây? Nút ấn đâu hết rồi? Mọi người nên nghỉ ngơi một lát đi, và sau đó sẽ bỏ phiếu quyết định ha. Tại sao chúng ta lại không uống trà đi? Bên ngoài trời đang mưa rồi. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Anh nói đúng. Tôi mệt quá, nhấc tay lên không nổi luôn. Nè chị Yuridin ơi, chuyện gì vậy? Em muốn gọi điện thoại nhưng mà không biết phải làm sao hết á. Ôi trời, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nè cô chưa từng nhìn thấy một chiếc điện thoại quay số. Có thiệt vậy không? Đúng rồi, chuyện gì vậy? Đúng rồi, kỳ thiệt á. Ôi trời ơi.